Thưa quý vị, cơ quan khí tượng nhận định kỳ chiều cường đầu tháng Chạp âm lịch kết hợp gió mùa đông bắc hoạt động mạnh có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ lên theo kỳ chiều cường đầu tháng Chạp âm lịch. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai ở cấp độ 2. Dự báo đỉnh chiều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12 đến 14 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 âm lịch. Tại trạm Phú An sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè sông Đồng Điền có thể ở mức 1,57 đến 1,62 m, sấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ. Để ứng phó với đợt chiều cường này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt chiều cường cho nhân dân địa phương biết.